từ Việt quốc gia nhưng mà lại thờ ơ với giải pháp Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi cũng có đặt một số cái câu hỏi rằng là người Việt quốc gia mà lại không có mặn mà với Việt Nam Cộng Hòa thì liệu rằng á, người Việt quốc gia đó họ có hiểu quốc gia của họ là quốc gia nào hay không? Thì tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn nghe câu hỏi của chị, cũng giống như rất là nhiều người trẻ cũng muốn nghe câu hỏi của chị, tại sao lại có chuyện nhiều cộng đồng người Việt quốc gia mà lại không mặn mà với giải pháp Việt Nam Cộng Hòa? Thì liệu rằng họ có hiểu họ là người Việt Nam Cộng Hòa hay không thưa chị? Theo như chị nhận xét đó, thì thấy là họ nghĩ là quốc gia của họ là nước Mỹ rồi. Còn những người quốc gia mà coi như là còn để tâm tới quốc gia bên Việt Nam đó, là những người đã cũng lớn tuổi lắm, là trên 60, giống như chị đây cũng 60 rồi đó, 60 tuổi trở lên. Còn những giới mà khoảng 50, 40 đó thì họ nghĩ quốc gia của họ là ở Mỹ rồi, họ thành ra họ không có để ý nhiều. Với là họ có một cái cộng đồng có mang cái tên tên là cộng đồng Việt Nam người Việt tự do, thành ra họ nghĩ họ có tự do, họ muốn suy nghĩ sao suy nghĩ, họ muốn làm gì đó họ làm, đó là cái tự do của họ phải không. Thành ra họ không có nghĩ tới quốc gia là của mình là của mình Việt Nam. Đối với chị thì chị có hai quốc gia, một là quốc gia chị đã sinh ra và lớn lên 14 15 năm, và một cái quốc gia đã cho chị Thuốc cái men. phần còn lại cái cuộc đời của mình và cho sinh con đẻ cái bên đây. Thì chị luôn luôn đội hai cái mũ đi làm. Thì chị đó chị làm cho quốc gia, chị đội mũ quốc gia nước Mỹ, là của chị là nước Mỹ, nhưng mà khi về nhà với con cái với là cộng đồng với là người người quen đó, thì chị đội cái quốc gia của mình là người Việt Nam. Nhưng mà không phải ai ai cũng suy nghĩ giống như chị, thành ra sau khi mà chị không có làm chủ tịch cộng đồng của người Việt quốc gia nữa thì chị không còn liên lạc nhiều với những người đó. Những người người Việt tự do thì họ chỉ lo Tết, họ lo Trung thu, họ lo picnic, như là họ lo cái nấu món gì ngon, hoặc là họ lo năm nay đi chơi ở đâu. Đó là những cái suy nghĩ của họ. Thì đôi lúc họ cũng, nhưng mà cũng có người là cũng đi đi biểu tình, giống như ở Houston thì cũng có một nhóm người đi biểu tình đó. Thì đó là những người Việt quốc gia đó, họ cũng nghĩ quốc gia là họ nghĩ tới cái hoàng kỳ từ thời vua Thành Thái, thì họ nghĩ đó là xong cái bổn phận của họ, hoặc là họ không có đủ thời gian để suy nghĩ xa xôi hơn nữa. Không biết là cái câu trả lời của chị có đầy đủ hay không, Huy có cần chị. Cảm ơn chị. À, thật ra mà nói, nếu mà nó để thỏa thỏa mãn cái thắc mắc đó của Quy, cũng như Quy tin là rất là nhiều người khác đều thắc mắc như vậy, những người mà quan tâm tới giải pháp Việt Nam Cộng Hòa thấy cái sự thờ ơ của các cộng đồng là họ đều cảm thấy rất là khó hiểu, thì tất cả các câu trả lời của chúng ta chắc cũng thể nào thỏa đáng được, trừ khi những người mà họ đã quay lưng á, họ có mặt để họ trả lời thì may ra. Nhưng mà họ không có chấp nhận phục hòa Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà họ lại luôn giữ cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, họ luôn xưng họ là người của Việt Nam Cộng Hòa. Có rất là nhiều người họ họ xưng họ là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà họ không nhận cái Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia của họ, họ nhận nước Mỹ là quốc gia của họ, rồi họ họ nói họ là cộng đồng của Việt Nam Cộng Hòa chống cộng sản. Nhưng mà khi giải pháp Việt Nam Cộng Hòa để phục hòa của Việt Nam Cộng Hòa phát động thì họ lại không tham gia, vậy thì họ cũng không có biết cách để chống cộng sản, tại vì chúng ta không thể chống cộng sản nếu không có Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị thấy là rõ ràng là không có Việt Nam Cộng Hòa thì cộng sản nó bán nước ra cho Tàu, chứ không ai chống lại nó cả, tại vì ông trời ông sinh ra có âm thì có dương, có phải có trái, có chánh thì có tà, thì cộng sản là tà thì Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia chúng ta là chánh, mà quốc gia chúng ta bị tụi nó đánh mất thì chúng ta phải phục hoạt lại, lấy lại thì mới chống lại được bọn ta. Thì rất là nhiều cái khổ ải của người dân trong nước ngày hôm nay, như quý vị thấy hồi nãy chị Nguyệt cũng đã có nhắc tới một câu chuyện tiêu biểu đó, đó là một một anh lính của quân đội nhân dân Việt Nam Cộng sản vừa bị đánh chết bởi những thằng lính Việt Nam Cộng sản. Thì đó cũng là một cái nỗi đau của những người 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 cha, người mẹ, người anh, người chị, người dì, người chú ở nhà, tức là một người chết đi để kéo theo gia đình họ rất là đau, mà cái chết nó tức tưởi, quý vị thấy là cái nỗi đau đó nó khó chấp nhận lắm, ở những nước văn minh đó là cái chuyện không chấp nhận được. Nhưng mà thưa quý vị, là người ở trong nước tôi hiểu chuyện đó là chuyện cơm bữa, chẳng qua là bây giờ internet phát triển á, thì quý vị mới biết được những cái chuyện đó, như là Trần Đức Đô hay là cái vụ việc mới xảy ra ở đây ở Tây Nguyên này. Chứ còn hồi trước đó có những vụ á, là nó không phải đánh chết mà là nó bắn chết trong quân quân đội trong doanh trại luôn, và nó bắn xong á nó kêu gia đình lên nhận xác về, bây giờ nó còn phải làm gọi là làm màu, nó nói là bị đột quỵ, nó nói bị tai nạn vân vân. Còn hồi trước không có, hồi trước nó bắn chết xong nó kêu lên nhận xác về đi, người ta lên trước cổng doanh trại, người ta quỳ, người ta khóc, người ta hỏi tại sao con tôi bị bắn vậy, cái nó nói là súng cướp cò. Thì á, người dân hồi xưa người ta cũng biết thì súng đạn nước là chiến tranh mà, thì có những người ta biết, nó trời ơi cái này là súng ngắn mà, cái súng côn mà, con tôi nó là lính, nó giác AK mà sao có cái súng côn nó dính vô đầu tụi con tôi, cái nó súng của thằng chỉ huy cướp cò. Thì quý vị thấy khẩu súng của thằng chỉ huy cướp cò mà nó bắn vô trán của thằng lính, chuyện đó mình cũng cũng tin được thì sao, tức là nó đã giết lính từ lâu rồi. Tại vì bản chất của cộng sản nó là cái một cái đội quân tà trị, nó là đội quân khủng bố, nó là những cái đám phiến quân. Thì quý vị thấy nếu là con người bình thường á, đường hoàng chân chánh á, là người ta muốn nắm quyền chính trị á, người ta sẽ đi ra người ta vận động tranh cử, người ta tranh thủ những lá phiếu của người dân. Tôi có chương trình A, chương trình B, chương trình C, tôi làm cho giá lúa hiện bây giờ là 4.500 ký, tôi có thể làm nó lên 8.000 ký, thì nông dân thấy ô cái thằng này được nè, tôi ta bầu thằng này đặng nữa tao làm lúa cho tao bán có tiền tao mua xe hơi tao chạy. Thì cái đó người ta gọi là làm chính trị một cách chân chánh. Còn những thằng cộng sản nó không phải vậy,
nó nhìn vô tòa nhà quốc hội, cái hình tòa nhà quốc hội tôi luôn để sau lưng như này để dạy dỗ cho những thằng cộng sản, nó muốn nắm quyền là phải có quốc hội chân chánh cho dân bầu, tòa nhà quốc hội này của Việt Nam Cộng Hòa nha thưa anh chị. Nó nhìn vô đây là nó nói tụi mình không thể nào chui vô đây được, mấy anh cộng sản vô đây không được, tại vì vô đây người dân hỏi vậy nè, mấy anh làm gì để giúp ích cho tụi tôi, cách tụi mình sẽ nói rằng à tụi tao sẽ xách AK chĩa vào đầu tụi bay, tụi tao nói đất đai của tụi bay là của tụi tao à, rồi đó là nhà cửa tụi bay tụi tao cưỡng chế, hiểu không, chịu tụi bầu cho tụi tao, không lẽ vậy mà dân bầu dân nào bầu cho tụi nó, thành ra tụi nó hiểu, tụi nó tụi mình không thể nào vô quốc hội này được, tại vì tụi mình ra vận động dân chủ xách AK là nó không có bầu, thành ra tụi mình chỉ có vô rừng vô vô bưng vô cứ tụi mình xách AK tụi mình đi khủng bố, rồi nửa đêm đi đập cửa nhà người ta dọc cướp, rồi đường ta đang chạy thì đắp mìn, rồi đường xe lửa đang chạy thì đắp mô gài mìn, rồi dỡ đường xe lửa ra vậy đó, rồi những cái tòa nhà nó công cộng và công viên rồi chúng ta đặt mìn kép để chúng ta giết người khủng bố vậy đó, thì khủng bố riết cái tội mà chính quyền nó sợ nó bỏ chạy, rồi chúng ta qua chúng ta mua đảng dân chủ Mỹ bản cho nó ủng hộ chúng ta, nó nói chúng ta là lực lượng giải phóng, nó ủng hộ chúng ta nó sẽ bỏ rơi mấy thằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta sẽ cướp chính quyền chúng ta lên lãnh đạo, thì cái con đường đó nó đưa đến cái khổ ải của quốc gia chúng ta 46 năm qua không bao giờ thay đổi, bởi vì chúng ta chưa bao giờ bầu bất cứ thằng cộng sản nào lên lãnh đạo đất nước của mình, mấy anh ngoài Bắc Kỳ có bầu không tôi không biết, cái chuyện đấy của mấy anh với miền Nam tôi chưa bao giờ đi bầu để mà bầu mấy ông cộng sản hết á, không có chuyện đó, thành ra là những cái khổ ải đó là do chúng ta không có quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta không có cái quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta không có thể chế tam quyền phân lập, thể chế pháp quyền người Mỹ họ gọi là rule of law đó, không có cái rule of law thì quý vị người người ta chết là đâu có xử được, mấy mấy thằng quân đội nó giết lính đâu có xử được, đâu có rule of law đó, nó chỉ có rule of gun mà nó có cây súng thôi, nó thích là nó giết đó. Thành ra là chúng ta phải phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa, phải phục hoạt lại tòa nhà quốc hội này, phải phục hoạt lại lưỡng viện quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, phải phục hoạt lại thể chế tam quyền phân lập mà chúng ta đã có suốt 20 năm, thì lúc đó đất nước nó mới thanh bình, người dân mới không khổ sở, rồi cái chuyện mà giàu có là từ từ chúng ta làm. Nói một tóm lại là tất cả các cộng đồng mà xưng danh là cộng đồng người Việt quốc gia hay là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa thì quý vị phải thức tỉnh thật sự, người dân trong nước cần thức tỉnh trước cộng sản, thì quý vị phải thức tỉnh trước cái cơ hội này để quý vị là ngọn cờ, tại vì lịch sử trao cho cái cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta một cái sứ mệnh rất là nặng nề, đó là chúng ta chạy đi để đem tự do về cho đất mẹ, chứ không phải lịch sử trao cho chúng ta một cái sứ mệnh là chúng ta chạy đi để lo tự do cho bản thân của chúng ta và con cái chúng ta, không phải vậy, lịch sử không hề trao cho chúng ta cái sứ mệnh đó. Tất cả quý vị ngồi ở đây là quý vị chắc là hiểu sâu sắc điều đó hơn tôi, tại vì quý vị đi trước tôi rất là nhiều, đặc biệt là luật sư Thọ, chắc chắn là luật sư Thọ hiểu sâu sắc cái điều tôi vừa nói, bởi vì nếu chỉ lo tự do cho bản thân của quý vị và gia đình thì ông luật sư Thọ ông không có thèm phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa làm gì đâu, ông là công dân một nước da đã đại cũng bè bè cũng phải đứng top năm nước giàu nhất thế giới rồi đúng không, năm nước giàu nhất thế giới rồi, dân của dân đại nó sướng, thậm chí nó còn sướng hơn dân Mỹ nữa kìa, rồi ông Thọ ổng theo cái hiểu biết mà ít ỏi của tôi thôi thì ông luật sư Thọ cũng là một người có tiếng tăm có địa vị ở trong chánh trường của dân đại, thì gia thế của ổng, mẹ của ổng là người đã từng là toàn quyền của dân đại, thì quý vị biết đó không phải là cái chuyện bình thường đâu, tức là thay quyền nữ hoàng anh đi cai trị đất dân đại đó, thì cỡ đó thì thôi chứ quý vị là mẹ của bà thay quyền bà vua thì còn gì bằng, là Không phải con là của bà mẹ cái gì đâu, mẹ nuôi chứ không phải là mẹ ruột. cho em làm con nuôi bà cũng được nữa, em cũng chịu nữa, làm cháu nuôi cũng được nữa, em cũng chịu nữa. Mấy gì còn gì bằng, tức là nếu mà lo cho bản thân mình im ấm thì chỉ cần vậy là được, chứ cần gì phải lo cho Việt Nam Cộng Hòa, thành ra hãy nhìn lại cái nồi cơm của mình, quý vị thấy nó đã im ấm chưa, và im ấm bằng các vị đã ngồi đây chưa, nếu mà chưa mà người ta đã còn người ta hy sinh người ta vì quốc gia thì mình cũng nên nghĩ về trách nhiệm của mình, những người dân trong nước như tụi tôi cũng vậy thôi, tụi tôi nếu mà tôi cúi đầu tôi chịu làm nô lệ cho tụi Việt Cộng thì tôi cũng cũng sống sung sướng, chứ tôi cũng chẳng phải đi mà cực khổ làm gì, con cái của tôi cũng chẳng phải cực khổ, và bây giờ nó phải lọ mọ nó học tiếng Thái làm gì, con cái của tôi được sống trong môi trường văn hóa Việt, được sống xung quanh những người bạn Việt rất khỏe đâu có sao, tại vì tôi vốn dĩ là bên thắng cuộc chứ tôi trong mặt kép nha, tôi chưa bao giờ coi bên đó thắng cuộc đâu, tôi vốn dĩ là trong gia đình bên thắng cuộc mà tôi đâu có bị kỳ thị, tôi đâu có bị mà đàn ải, tôi đâu có bị mà đánh tư sản, tôi đâu có bị những cái điều đó, nhưng mà bởi vì chúng ta là công dân Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có một cái sứ mệnh, những người tị nạn quý vị có một sứ mệnh rất là lớn lao, đó là quý vị đi để phục hoạt lại quốc gia, bởi vì quốc gia chúng ta ngày xưa đã thua trên trường vận động quốc tế, những cái câu hỏi mà tôi vừa hỏi tất cả diễn giả để cho các bạn gợi mở, chúng ta thua trên trường vận động quốc tế, chúng ta thua trên trường ngoại giao, chính vì vậy ở Việt Nam Cộng Hòa chúng ta chiến đấu rất kiên cường, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là một quân lực rất kiên cường, nhưng về chiến trường ngoại giao chúng ta thua tụi Việt Cộng, thành ra chính trường ở bên 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 Mỹ bên Hoa Kỳ ở các quốc gia khác nó thay đổi chúng ta không hay, chúng ta không nắm bắt kịp, nó thay đổi một cách 180 độ quá nhanh chóng, nó chuyển qua nó bắt tay với Tàu, tức là nó bắt tay với Việt Cộng đó, chúng ta không hay, thành ra là nó đừng trách tụi nó bỏ rơi chúng ta mà hãy trách là tại sao nó không dám bỏ rơi Hàn Quốc, tức là Nam Hàn đó, Nam Hàn cũng y như chúng ta cũng chiến đấu chống cộng sản mà nó không dám bỏ Nam Hàn, tại sao nó không dám bỏ rơi Đài Loan mà nó lại dám bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái chúng ta thua chúng ta dở ngày xưa, thì bây giờ trách nhiệm hậu vệ của chúng ta là những công dân Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ chúng ta phải học bài học vận động quốc tế, nắm bắt thời cơ, từng thời cơ nhỏ một, những cái thời cơ nhỏ thôi chúng ta cũng nắm bắt, chứ đừng nói như thời cơ lớn là trật tự thế giới đang bị đảo lộn bởi thằng Tàu hiện nay, đây là một thực tế kim cương, tại vì không lúc nào mà tụi phương Tây nó ghét thằng Tàu như bây giờ, nó không nói ra mặt thôi nhưng nó rất ghét, mà thằng Tàu nó đang khống chế quốc gia chúng ta, nó khống chế đảng cộng sản Việt Nam, thì đây là cơ hội kim cương Việt Nam Cộng Hòa phải trở lại, phải xuất hiện trên trường quốc tế, phải cho tụi phương Tây thấy rằng á, tại vì tụi mày chơi với Việt Nam Cộng sản thành ra tụi mày mới bị mắc những cái vũng lầy ở tại Biển Đông, tụi mày không có giải pháp nào để giải quyết được, nhưng nếu như tụi mày chơi với Việt Nam Cộng Hòa cho tới thời điểm này thì Biển Đông Thái Bình Dương mới đúng cái tên gọi của nó là một vùng biển Thái Bình, không có vùng biển tranh chấp và chiến tranh, tại vì Việt Nam Cộng Hòa không có xâm lược ai hết đúng không các anh chị, và Việt Nam Cộng Hòa cũng rất mạnh để cho các nước khác dám xâm lược mình, chúng ta dám nổ súng vô Hòn Tàu mà đâu có nước
từ lúc thằng Tàu tồn tại tới bây giờ, quý vị để ý nha, chỉ có thằng Nga và chúng ta mới nổ súng vào Tàu thì không ai dám đánh Tàu ấy. Ngoài Nga ra chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới bắn vào Tàu thôi. Tôi nói quý vị nghĩ có đúng không? Chưa có thằng nào dám bắn vào Tàu nha. Cho tới thời điểm này chỉ có chúng ta và Nga là dám bắn vào Tàu, thì quý vị hiểu là chúng ta mạnh thế nào. Thành ra đây là cơ hội để những công dân Việt Nam Cộng Hòa, tôi không biết quý vị đang ở đâu, mà đặc biệt quý vị ở Hoa Kỳ là quý vị có trách nhiệm nặng nhất, là quý vị phải dương cao ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chưa bao giờ cái sứ mệnh quốc gia cần quý vị hơn hơn bây giờ. Thì đó là những điều mà chương trình của chúng ta trong 3 kỳ chúng ta đã nói, để cho tất cả các hội đoàn đảng phái và các cá nhân Việt Nam Cộng Hòa thấy rằng cái cơ hội này nó còn là một cái trách nhiệm rất là thiêng liêng của chúng ta nữa. Trở lại với chương trình của chúng ta, thì có một câu hỏi tôi nhận được rất hay, tôi xin gửi đến tất cả các quý vị diễn giả. Ai có câu trả lời trước thì xin quý vị xung phong nha. Câu hỏi của một bạn ở trong nước, giấu tên, bạn nói rằng là tại sao có những chánh đảng lớn mà họ không bao giờ ngồi lại làm việc với nhau vì Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cho rằng đây là một câu hỏi rất hay, mà các chánh đảng phải suy nghĩ tới câu hỏi này của những người dân trong nước. Thì xin hỏi quý vị hay ai có câu trả lời trước ạ? Dạ, tôi trả lời được ạ. Dạ mời anh. Dạ thưa, tôi có dịp tiếp xúc với những chánh đảng lớn, cái tiếng thì nghe lớn nhưng mà tôi không biết lớn như thế nào. Thì cái khổ nó là như vậy, chắc có lẽ trong lịch sử họ đã từng có một cái thời là lớn thiệt, nhưng mà họ họ có cái hào quang đó, và đó họ không có hiểu rằng phải, người ta nói là sống theo cái gì đó, sống theo thở ở rồi, sống theo thở thở thì ở theo thời, tức là đó, họ tranh đấu như là đất nước đang còn yên bình, ông này đó muốn làm cái chức này, ông kia muốn làm cái chức nọ, rồi hai cái đảng đó họ kình nhau. Cái đó là cái khổ của chúng ta, là cái chỗ đó họ không có nhận thức rằng đất nước đã bị chiếm, chúng ta đó phải có một cái cách tranh đấu mà nó không có giống như một cái đất nước bình thường. Chúng ta phải ngồi lại, chúng ta phải đi cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, và đó họ không có một cái ý thức gì hết. Tôi nói ví dụ như vậy nha, cái ông mà gọi là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa được những cái nước mà bên thắng cuộc nó tổ chức ở tại Paris, nó mừng cái hiệp định Paris, nó mừng nhờ cái hiệp định Paris đó mà nó chiếm được đất nước chúng ta năm 1975, nó mời ông qua để mà cùng champagne. Vậy mà ông cũng đi qua, ông cùng champagne, cũng như đó, nó vô nó giết và cha mẹ của anh, nó cướp nhà cướp cửa của anh, rồi cái ngày kỷ niệm, cái ngày giỗ nó mời anh lại để mà uống rượu mừng với nó, anh cũng dẫn anh đi. Tôi không hiểu cái những người đó họ nghĩ cái gì mà họ dẫn đi, mà cái mặt của họ dến giáo lên như là tôi là một người quan trọng đã ký trong một cái hồ sơ quan trọng, quý vị có tưởng tượng không? Thành ra tôi không hiểu. Rồi như anh Quy anh nói là những cái người mà gọi là những cái là đại trí thức của Việt Nam Cộng Hòa, mà tại sao mà suy nghĩ cái chuyện mà nó phản tuyên truyền vậy mà không suy nghĩ ra, thì tôi chịu thua. Thành ra đó, cái đó là cái khổ. Bây giờ hỏi lại đó, cái câu trả lời là họ chưa có ý thức được là cái cách tranh đấu của họ phải thay đổi. Tôi xin chấm dứt ở đây. Dạ, thưa anh Đạo, mời ý kiến của anh. Dạ, anh mở micro lên Đạo ơi. Tôi có nhận xét như thế này. Sau 75 á, rực lửa khi mà cái cuộc chiến nó mới tàn, nó còn nóng, trong lòng ai cũng còn trái tim rực lửa. Thành ra lúc đó, cái giai đoạn đó là dùng vũ lực để mà lật đổ Cộng sản. Thì cái đó có nhiều hy sinh, có nhiều người cũng chết, có nhiều người cũng cố gắng hết sức. Rồi tới cái giai đoạn mà đấu tranh chính trị thì chúng ta cũng bị thất bại, cũng bị Cộng sản nó hốt vô tù, bị đồng minh cũng xù, không có tiếp tục con đường đó với chúng ta. Rồi cái tâm lý mệt mỏi từ 75 đến khoảng năm 2000 là cái cộng đồng chúng ta còn non trẻ, cho nên mình thật sự là có rất nhiều người phải đi làm lao động nặng nhọc để ổn định đời sống, để cho con cái đi học, để nuôi nổi con cái để nó học khá hơn mình. Cho nên cái cơm áo gạo tiền nó cột mình xuống. Và từ những cái cột xuống đó, chúng ta đi đến cái tâm lý là gì? Thứ nhất là mệt mỏi, thứ nhì là thôi bây giờ cái chuyện nó khó quá, thôi mình làm chuyện dễ trước đi. Rồi thì mình đi vào cái đường mòn là mình cứ súng vô mình làm cái chuyện gì dễ, rồi mình bỏ qua cái chuyện khó. Thì thử hỏi có bao nhiêu con người ở hải ngoại này là cứ bám riết vô cái giải pháp hiệp định Paris như ông được sự thọ. Có lẽ trong cái thời của ông, cái thời của ông, cái khoảng thời gian dài ông bỏ ra, chỉ có một mình ông là cái người mà cố gắng mà không mệt mỏi, không ngừng nghỉ như vậy. Còn những người khác đều là mệt mỏi, rồi thôi bây giờ chuyện gì dễ tôi làm đi, còn mấy cái chuyện khó ai muốn làm cứ dành làm. Thì đó là nói thẳng ra là như thế. Xin hết. Dạ chị Nguyệt, chị có ý kiến gì không? Có chị Nguyệt. Thật sự thì những điều mà chị suy nghĩ thì cũng là nói hết, luật sư Thọ với là Đạo cũng nói hết rồi. Đều chỉ có một cái là chị cũng rất là tiếc là nhiều người họ qua đây có thể là vì về kinh tế, chứ không có phải vì cái sự tự do, phải không? Vì cái tinh thần tự do. Cho nên khi mà họ họ có cái kinh tế họ ổn định rồi đó, nghĩa là họ thỏa mãn cái
cái cuộc sống của họ rồi đó, thì họ không có muốn nghĩ tới cái chuyện gì mà là tại sao phải chịu cực chịu khổ nữa, biết không? Nhưng mà họ không có hiểu một điều là 10 năm trở lại đây, cái sự đấu tranh nó khác hơn nhiều, khác hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa một lần mà luật sư Thọ mà phải đi diễn thuyết một cái chương trình này á, là luật sư phải bỏ rất là nhiều tiền, rất là nhiều thời gian để mà làm một cái diễn giả, để mà nói cho giới trẻ biết những cái gì mà ông đã tìm tòi ra và những cái gì mà ông đã biết cho giới trẻ, truyền lại cho giới trẻ. Bây giờ nó khác rồi, mình chỉ nghĩa là mình chỉ cần ở nhà một mình chỉ cần một cái telephone, một cái iPhone, một cái laptop là mình có thể nói chuyện với tất cả những người ở thế giới rồi, cũng giống như là Huy ở Thái Lan nè, luật sư ở Canada nè, Nguyệt như là Đạo ở Mỹ nè, thì chúng ta có thể kết nối một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà có thể là giống như là Đạo nói, một khi mà họ chọn cái cách dễ để làm rồi á, thì cũng khó cho họ thay đổi. Chắc là cũng phải cần có nhiều thời gian để thuyết phục. Nhưng mà thật sự đó, những cái chuyện họ làm cũng không có phải là vô bổ. Tại vì nếu mà họ không có đem những cái cờ vàng đó ra để mà đi biểu tình, để mình đem lên YouTube á, thì giới trẻ giống như Joseph Khương nè, có thể là không có biết cờ vàng của mình là từ đâu ra, cờ vàng đó là gì, phải không Khương? Giống như hồi mà con mới qua, của con hồi đó hình như năm con 10 tuổi phải, lúc đó con không biết cái lá cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ là cái gì. Lúc đó con chỉ biết là cái mỗi cái lá cờ là cờ đỏ sao vàng thôi. Lúc đó con mới hỏi là hỏi cái ba mẹ, không phải ba mẹ mà là ông bà ngoại của con á, thì họ mới giải thích đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đó mới là lá cờ quốc gia của người Việt chúng ta, chứ không phải là lá cờ đỏ sao vàng gì cả. Và sau này thì con có tìm hiểu về cái lá cờ đỏ sao vàng á, thì con mới phát hiện ra thì cái lá cờ đó chính là cái lá cờ phúc kiến của Trung Quốc, cho nên mới bất ngờ về chuyện đó. Thì đó, thì những cái chuyện của họ đang làm mang cờ đi thì cũng giống như những người chiến sĩ mà họ vác súng đi đi ra chiến trường hồi xưa, thì bây giờ cái cách tranh đấu của họ là họ vác cờ đi, thì cái đó là cũng giống như là em Joseph mới nói đó, nhờ có họ thì cái thế hệ sau này mới biết cái lá cờ vàng đó là vừa vác cờ, lá cờ quốc gia của mình. Thì từ cái lá cờ đó hiểu biết, từ tìm tòi cái sự hiểu biết cái lá cờ đó, thì em mới có cái lòng trắc ẩn, cái lòng thương quốc gia hay là cái lòng thương của những người hy sinh vì lá cờ đó. Thì lúc đó là em mới nghĩ về lại quê nhà của mình, em mới là khi nếu mà một con người mà họ có cái sự suy nghĩ chín chắn thì họ sẽ biết con đường chọn con đường họ đi là họ phải chọn. Thì những cái công việc họ làm thực sự không có phải là vô bổ, nhưng mà đều đối với Nguyệt á, thì là Nguyệt phải làm đủ mọi cách. Nguyệt cũng đã từng đi điều trần ở trong Quốc hội Mỹ, Nguyệt cũng đã từng đi biểu tình ở DC, Washington DC với mấy chú mấy bác. Nguyệt cũng đã từng nghĩa là nghĩa là những cái chỗ mà đấu tranh có mặt, những người đấu tranh đều có ít nhất một lần vài lần, phải không, để mình biết, để mình học hỏi mình biết. Thì khi mà Nguyệt tìm hiểu đó được rồi á, thì mình mới thấy ok, những cái việc này là những người Việt họ đang làm mấy chục năm nay có hiệu quả gì hay chưa, có đạt được tới mục đích hay chưa. Nếu chưa thì mình phải tiếp tục đi tìm nữa. Thì lúc mà Nguyệt đi tiếp tục đi tìm nữa, thì lúc đó Nguyệt mới tìm ra cái con đường, cái giải pháp Hiệp định Paris 73. Thì lúc đó Nguyệt mới tìm tòi để hiểu biết, Nguyệt coi video của Huy, nghe những cái lời giảng của luật sư từ cái video rất là cũ, 10 năm về trước, mười mấy năm về trước. Cảm ơn chị Nguyệt. Xin phép cắt lời chị Nguyệt, tại vì chỗ này có một cái thông tin rất là quan trọng thì chúng ta phải làm rõ cái này, và nó cũng rất là hay. Đó là dường như là hầu hết tất cả những cái người mà tích cực trong công cuộc đấu tranh chống lại ách cai trị cộng sản trên quê hương của chúng ta, đặc biệt là những người Hoa Kỳ, thì quý vị đều từng đi biểu tình, từng dương cao ngọn cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Và nhiều vị như là chị Nguyệt hay là anh Đạo hay là anh Thọ ở đây là từng đi điều trần trước quốc hội của các quốc gia Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và các quốc gia khác. Rồi là các vị thậm chí còn biểu tình trước thủ đô của các quốc gia, thủ đô Tịnh Đốn, thủ đô Ottawa v.v. Để chống lại Việt Cộng. Thì đó là những cái hoạt động rất nổi bật, rất tích cực, và nó đúng như chị Nguyệt nói là nó tạo một cái sự xuyên suốt trong cái ngọn lửa đấu tranh, tức là nó giữ cho ngọn lửa không tắt. Tuy nhiên Quy đặt ra một cái câu hỏi ở đây, nó gắn liền với chủ đề của chúng ta, để cho quý vị suy nghĩ, tại vì thời gian chúng ta không còn nhiều. Đó là khi mà Hoa Kỳ nó chủ trương bình thường hóa quan hệ với Việt Cộng, tức là cái thằng nó xâm lược quốc gia của chúng ta, thì người Việt quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta có tổ chức biểu tình trước Quốc hội và tòa Bạch Cung để chống lại cái việc bình thường hóa quan hệ đó hay không, vào năm 1995 dưới thời của chính quyền Bill Clinton. Và những cái lần chúng ta điều trần trước Quốc hội thì chúng ta điều trần trước những cái nội dung gì, có phải là điều trần về việc phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa hay không? Không, về cái câu hỏi thứ nhất là về cái biểu tình á, cái lúc đó biểu tình á, thì nói ngay chị cũng là một trong những người đã từng hững hờ với quốc gia. Chị tới khi mà chị 2016 á, 2014 á, chị làm chủ tịch của tiểu bang New Jersey xong á, thì chị mới bắt đầu đi theo học hỏi của mấy chú mấy bác đi biểu tình. Thì lúc đó là họ chị đi biểu tình bắt đầu là cái HD981 á, là cái buổi đầu tiên biểu tình đầu tiên. Rồi sau đó là những cái biểu tình khác, rồi đi bị điều trần á, thì thường thường là nhân quyền cho những người mà đấu tranh ở trong nước, cho những người tù lầm nhân lương tâm, giống như họ đòi hỏi phải thả người này phải thả người kia rồi này kia nọ vậy đó.
tại vì mỗi năm là họ được về Việt Nam một lần, hai lần gì đó, Bộ Ngoại giao đó họ đi về thì họ họ gặp những người trong nước, họ nói chuyện với những người trong nước, đại khái là như vậy. Thành ra chị chỉ có biết là từ hồi 2014 là lúc mà Formosa bắt đầu cái vụ Formosa, là chị bắt đầu nghe những cái livestream của Huy về Lee and Man, về những cái mà môi trường trước, tại vì chị thấy cái đó thiết thực hơn với đời sống người ta hơn, phải không? Thì đó lúc bắt đầu, thành ra cái câu hỏi của Huy chị xin lỗi chị không có trả lời được, nhưng mà có thể Đạo trả lời được, chị không biết Đạo có đi tình trạng đó không. Đạo, dạ mình anh Đạo anh Niro anh tắt rồi. Cái điều đầu tiên là sau 75 thì là em nghĩ rằng bao nhiêu triệu người người ta sống được với cộng sản, mình cũng phải ráng mình sống, thì mình là một người bình thường như một cái con sâu cái kiến thôi, nghĩ là chắc cũng ai họ làm phiền mình lắm. Nhưng mà càng sống với cộng sản thì em cảm thấy rằng trong tâm hồn mình á, nó có một cái nỗi sợ vô cùng khủng khiếp, nỗi sợ nó làm cho mình muốn điên lên luôn. Thành ra kết luận rằng không thể sống được với cộng sản, với vượt biên. Nhưng mà vượt biên thì biết là vượt biên thì không thể sống nổi với cộng sản, nhưng có hai điều quyết định. Điểm thứ nhất là phải đi khỏi cái chỗ này thì mới hy vọng sống sót được. Cái điểm thứ hai thì luôn luôn nghĩ rằng đi phải làm một cái gì để cho cái đổi mạng của mình á, đi coi như chết mà đổi mạng, thì nếu mình may mắn sống sót thì mình phải làm cái gì để khá hơn cho đất nước mình. Thì hai điều tôi đều được đạt hết. Tất nhiên điểm thứ nhất là đi thì vẫn còn sống sót, tránh được một cái chỗ mà nó tạo cho mình cái một cái nỗi sợ khủng khiếp mà mình nghĩ là cái sợ đó khiến cho mình không thể sống được. Cái điểm thứ hai nữa là phải làm cái gì. Thì khi tôi tới đầu tiên tới Canada thì có một người cũng là một người trí thức tới, thì họ mới là mời đi họp cộng đồng, đi bỏ phiếu bầu cái chủ tịch cộng đồng ban điều hành trong cái năm mới. Tôi nhớ năm đó là năm 80, thì đã bắt đầu Tết 80-81 thì đã bắt đầu cái chuyện đó rồi. Thì cái người đó sau này, cái anh đó mới nói ồ, cũng giúp anh em một tay, em cũng còn trẻ mà. Thì tôi mới trả lời thật sự bây giờ em muốn giúp cũng không giúp được, tiếng Anh tiếng U không biết, chỉ có yes no với cười trừ thôi nếu mà không hiểu. Thì còn đi làm một cái việc tay chân rất là cực khổ để mà kiếm từng đồng từng cát, nói chừng nào em khá hơn em sẽ giúp. Thì cái người bạn cũng rất là, phải nói dùng cái chữ nôm na là dai. Thì khi mà em học tới đại học năm thứ ba, sau khi đi làm bao nhiêu năm rồi để dành tiền, bắt đầu có đủ điều kiện đi học đại học, đi học y tá, tới năm thứ nhì thứ ba thì ảnh mò tới nói, ê, giờ này chúng mày phải trả nợ nha. Nói, dạ dạ đúng rồi, hồi trước em có hứa với anh, em có nói là lúc đó em còn dở quá, thành ra khiên bàn khiên ghế thôi, bây giờ thì đồng ý. Thì anh nói nè, kêu gọi tiếp thì em sẵn sàng làm. Từ đó thì cái ý thức càng ngày càng nó tiến bộ hơn, là tại vì ban đầu đi khiên bàn khiên ghế nhưng mà nghe người lớn nói y chang với chị Nguyệt thôi, không có biết gì về chính trị, nhưng mà hiểu rằng mình phải làm một cái gì đó, chứ mình không thể để mà một cái đó nó làm cho đau khổ gia đình mình. Tại vì tôi đi vẫn còn gia đình bên Việt Nam mà, anh em bà con vẫn khổ mà. Thành ra lúc nào mình không quên chuyện đó, thành ra cơ hội là mình bắt đầu mình làm. Khi mình làm thì càng ngày nó càng đi sâu vô, thì mình càng hiểu cái vấn đề một cách rất là thực tế, chứ nó không phải là cái chuyện đầu đầu mong luôn, nó đi vào cái thực tế. Bởi vì cái người như tôi lúc đó còn cũng còn nhỏ hăng hái, mình không có thích cái chuyện gì mà nói mong lung, mình muốn nhìn đâu cho nó ra đó, thực tế nó như thế nào mình muốn biết tận từ nguồn gốc, từ những cái suy nghĩ đó mà càng ngày càng dính líu vô nhiều và càng hiểu nhiều. Thì càng hiểu nhiều thì mình càng ý thức được rằng cái chuyện này nó không phải là dễ. Bởi vì cái chuyện tranh đấu cho một đất nước như mình, cá nhân mình như một con sâu cái kiến, thì nó không phải là chuyện dễ. Nhưng mà chuyện dễ thì thật sự ra đã có rất nhiều người làm, mà mình cũng đã từng làm rồi. Bây giờ nếu mình làm hết những chuyện đó mà nó vẫn chưa có kết quả, thì mình phải xét lại cái vấn đề những điều mình làm nó có ngay cái trọng tâm của cái gì cần chưa. Thì mình nói thẳng một điều là chúng ta đòi hỏi cái gì đủ thứ hết, nó đúng như chị Nguyệt nói, nó không phải là vô bộ. Nhưng nếu chúng ta đòi hỏi tất cả những cái đó rồi thì đất nước Việt Nam có thay đổi không? Không, tại vì bản chất nó vẫn là cộng sản, nó vẫn là lừa lọc, nó vẫn có những cái mà nó vượt qua những cái mà trừng trị của thế giới để mà nó vẫn thống trị. Chúng ta vẫn khổ, người dân vẫn khổ, người Việt hải ngoại lúc nào tâm hồn đâu được yên ổn, vẫn khổ. Thì bây giờ cái càng ngày càng lâu càng làm thì càng ý thức rằng phải có một cái giải pháp, chứ mình không có nói đâu đâu bâng quơ được. Thì may quá thì tôi lại từ những cái đi biểu tình, cái xách cờ đi rồi cũng đi hò hét như người ta, thì cũng đứng ở ngoài đường, thì lần lần mình mới hiểu rằng đứng ngoài đường nó quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng mình ngồi ở trong để mình lấy cái quyết định đó. Thì thật sự cái tuổi thì nó cũng qua cái thời kỳ mà có thể dính líu vô cái mainstream politics, đó rất là uổng. Bởi vì mình cơm áo gạo tiền nó trói mình lại, cho nên khi mình có cơ hội về thoải mái về tài chánh một chút đó, thì là mình không còn cái tuổi để mà mình dính líu vô cái chính trị dòng chánh nữa. Tuy nhiên vẫn hiểu được rằng phải làm sao có tiếng nói ở trong cái boardroom đó, chứ không phải là đứng ngoài cầm cờ hét ai nghe mình.
do đó mới là tự tìm hiểu rồi mới là y như Quy nói cũng đi vô trình bày, cũng tập nói, cũng gặp chỗ này chỗ kia, Liên Hiệp Quốc rồi ngoại giao chỗ này chỗ kia, thì đó là một cái quá trình mà qua bao nhiêu năm nó mới xảy ra được như vậy. Bây giờ đi đến cái ý thức cuối cùng là gì? Phải có giải pháp cụ thể, bởi vì đối với người Tây phương họ không có chịu mà cái chuyện nói bâng quơ. Mình đi vô mình nói tranh đấu nhân quyền, nó nói ok tranh đấu nhân quyền, nó mung lung quá, cả thế giới này cần nhân quyền chứ không phải nước Anh cần. Đâu anh cho tôi biết cái chuyện nhỏ nhất bây giờ tôi có thể làm cái gì để giúp anh. Nhưng mình ngớ ra thì họ nói bây giờ anh có thể cho tôi biết ít nhất là anh cho tôi cái danh sách của những người mà anh nói là nạn nhân của đàn áp nhân quyền. Mình ngớ ra mình không có cái danh sách đó, hay là mình có danh sách mà cả mấy trăm người mà mình không biết thật là họ có phải thứ thiệt hay thứ giả. Rồi cuối cùng thì họ nói tôi đề nghị là trong cái vai trò hạn hẹp của tôi, nếu anh đưa cho tôi cái tên nào nói tôi cố gắng cứu cái người này ra hay là tranh đấu cho người này, tôi sẵn sàng làm. Còn cái chuyện mà anh nói nước Việt Nam tự do độc lập dân chủ rồi đó, nên xin lỗi, tôi ở đây tôi chỉ lo cho cái người Mỹ, cái quyền lợi của người Mỹ, cái constituent của tôi, tức là cái cử tri của tôi. Còn mấy cái chuyện như vậy anh phải đi tự anh làm, anh phải tự anh vận động và tự anh phải đưa chúng tôi một cái dự án nào đó để mà giải quyết vấn đề đó. Thành ra càng ngày mình càng đi sâu vô thì mình thấy phải cụ thể, phải có giải pháp, chứ không có nói bâng quơ đòi cái này đòi cái nọ mà không có gì cụ thể hết. Ai ta biết mình muốn cái gì ta giúp mình. Anh nói bây giờ tôi giúp anh chuyện một chuyện nhỏ trước đi rồi sau đó tính tới nữa. Thì mình thấy họ nói vậy cũng quá hợp lý rồi, thì mình về mình phải thay đổi cái cách mà tranh đấu của mình, và mình thay đổi cái cách trình bày của mình thay đổi cái cách vận mệnh, cái vận động của mình. May quá thì gặp lại ông Thọ. Thì do đó bây giờ mình nói tóm lại là gì? Những cái gì mà mình tranh đấu từ đó giờ nói thẳng, chúng tôi không có dám mà chỉ trích ai, mà chính bản thân tôi chỉ trích tôi là mình tranh đấu một cách rất mông lung, một cách rất là không có tập trung vào một cái chuyện để mà có thể làm được ngay lúc này. Phải có cái short goal, có giai đoạn ngắn, là giai đoạn dài và giai đoạn mãi mãi. Thì cái giai đoạn dài bây giờ đó là phải cụ thể, có một cái giải pháp để giải quyết tận gốc cái vấn đề đủ thứ chuyện ở Việt Nam. Tất cả những chuyện đó nó từ cái gốc là phải thay đổi từ gốc. Rồi cái gì nó sai từ đầu phải sửa ngay từ đầu. Chứ không có, bây giờ nó có thể như bắt cóc bỏ dĩa, hàng triệu người để mà nó bắt cóc nó bỏ dĩa. À, mình cứ tranh đấu cho hết người này tới người kia ra rồi được xuất ngoại vân 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 vân, 20-30 thế hệ nữa vẫn là cộng sản, vẫn là lạc hậu, vẫn là áp bức, vẫn là những cái gì mà ông cố nội mình nói xin lỗi, nếu giờ tới cháu cố tới cháu sơ của mình nó vẫn tranh đấu thì là nó vẫn làm cái đó và cộng sản vẫn còn phải phay. Tôi xin hết. À, cho tôi đóng góp được không anh Quy? Alo. Dạ. Luật sư nói đi. Tại vì nghe luật sư cười cái vụ mà nói là dạ, anh Thọ, dạ, anh cụ thể. Okay. Dạ, anh Thọ chỉ có chờ anh Joseph Thương Phạm có ý kiến okay. trước đây là okay. nha. Okay. Bạn Joseph. À dạ. Thì con cũng muốn kể về chúng mọi người á, về cái câu nói của chú Lê Văn Đạo á, về cái việc mà thay đổi đất nước Việt Nam á, thì con cũng nghe rất là nhiều cái kênh đấu tranh cho người dân Việt Nam á, thì họ nói là đất nước Việt Nam của chúng ta phải thay đổi, và những người khán giả của họ cũng đồng ý, và họ cũng nói là đất nước Việt Nam phải thay đổi, và lãnh đạo Việt Nam hay còn gọi là lãnh đạo cộng sản Việt Nam á, phải thay đổi đất nước này, thay đổi cái chế độ này đi. Nhưng mà con á nghe mà con cũng thấy hơi mắc cười, và con cũng nghĩ trong đầu á là không biết là họ có tự hỏi làm cách nào để thay đổi cái đất nước Việt Nam hay là không, trong khi mà họ chẳng có một cái lý tưởng hay là cái giải pháp gì rõ ràng cả, bởi vì cái đất nước Việt Nam đất nước cộng sản á là đang ở trong một cái chế độ độc tài. Nếu như mà họ muốn thay đổi cái đất nước Việt Nam á, thì nó chẳng có thay đổi được gì nhiều cả, bởi vì một đất nước không có cái sự tự do dân chủ và nền cộng hòa thì không thể nào là mà họ có được cái sự tự do dân chủ được đó. Mà với lại á, họ kiểu như là không có cái lý tưởng rõ ràng, và con cũng có kiểu như là họ không có hiểu sâu xa về cái việc mà tái hợp cái hiệp định Paris 1973 đó. Thì nếu như mà việc mà tái hợp hiệp định này thì lúc đó chúng ta mới có thể kiểu như là xóa bỏ được cái chế độ độc tài và cộng sản Việt Nam, phục hồi lại cái thể chế cộng hòa và lấy lại cho bằng được đất nước Việt Nam Cộng Hòa, và sau cùng là lập nên cái quốc hội và cái hiến pháp mới, thì lúc đó người Việt dân Việt Nam chúng ta mới có sự tự do dân chủ thực sự được. Chứ mà cái việc mà kêu gọi lãnh đạo cộng sản Việt Nam thay đổi thì dù có nói họ bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bao giờ thay đổi được cái gì cả. Đúng rồi. Dạ. Anh nói rất là đúng. Bây giờ nó đang nắm quyền, nó có tiền nè, nó có quyền nè, nó ấy tự nhiên rồi nói. Có súng nữa là quan trọng. Có súng có đủ hết rồi nói nó đó. Rồi tự nhiên tại anh giỏi quá anh nói cái nó buông súng xuống. Nó bỏ tiền, nó không lấy tiền nữa, nó làm chuyện. Tôi thấy thành ra anh nói rất là đúng. Bây giờ anh Quý cho tôi trả lời được không anh Quý? Giải pháp. Thì cái con đường này chúng ta đều đi con đường hết. Lúc đầu chúng ta phải mò mẫm. Thấy không? Chúng ta mò mẫm rồi chúng ta từ từ rồi chúng ta mới tìm ra được. Thì bây giờ nói như vậy. Chúng ta đã nói rằng những người mà Việt Nam Cộng Hòa không có làm gì hết thì không đúng.
họ Thôi nó xa. 70 họ 75 đó, họ biết bao nhiêu người đã trở về và nằm ở tại Biên Biên Thụy. Là tôi biết là có nhiều người bạn trẻ của tôi trở về Mất rồi tích luôn. mà có một số thì trở qua được, có một số thì mất tích. Mà tôi đó, đáng lý là tôi cũng cái những người mà đi đi mộ mộ quân đó, thì họ lại gặp tôi mấy một hai lần gì đó, mà tôi không có nhà, thành ra chứ không thì chắc tôi cũng Cũng giáp dưỡng ở đâu đó. Bây giờ cũng nói tiếp. Thì chết bây giờ bờ chết đó, như quý bụi. vị biết đó, chúng ta đã dùng bạo lực. Có những cái những người trong chúng ta đó, họ có can đảm hơn chúng ta, họ đã trở về và họ có thể có nhiều người đã qua bên kia thế giới rồi, có nhiều người đó, họ trở về nhưng mà họ thấy rằng họ không làm được cái gì dưới cái bạo lực đó. Rồi đó, chúng ta đã đi vô trong những cái quốc hội để chúng ta nói này nói kia, rốt cuộc lại đó, chúng ta mất cái định hướng. Chúng ta vô đó cũng như anh Đạo nói, vô bây giờ đó rồi thả ông A này thì nó bắt ông B, thả ông A nó bắt ông B, thả ông B nó bắt ông C, thì mới cái chạy vòng 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 đó đi hoài không bao giờ tới. Rồi chúng ta đã nói với nói rằng là như anh bạn trẻ chúng ta nói nãy, nói để cho lãnh đạo cộng sản phải thay đổi, chừng nào nó thay đổi. Thành ra đó chính chúng ta cũng thấy là chúng ta làm những cái chuyện mà mất giờ. Thì bây giờ đó chúng ta phải đi tìm một con đường, chúng ta phải đi tìm một giải pháp và chúng ta stick on it. Và đó chúng ta đi đó mỗi một đoạn được đó, chúng ta phải nói cái đoạn tới này nó là cái gì, và chúng ta phải tiên đoán được ít nhiều rồi chúng ta đi, và chúng ta nhất định phải nhắm hướng đó mà đi thôi. Thì á, nói thật chứ quý vị, cái câu trả lời mà hồi nãy anh Huy hỏi tôi đó là có biểu tình trước 1975 khi Clinton nó nói rằng nó sẽ nối ngoại giao với Cộng sản Việt Nam không? 95, xin lỗi. Dạ có. Không phải, thưa chị, có, nhưng mà nó không có Tác dụng nhiều, và nó không có, nghĩa là nó không có một cái như là một cái nước 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 trào lên, dân trào lên, mà nó nhiễu dọn. Tại sao? Tại vì hồi nãy tôi kể cho quý vị nghe đó, là gần đến cái ngày đó đó thì quý vị biết không, những cái người đó, những cái lực lượng đó, mà họ có thể hành động, họ bị xa lầy. Tức là đó, nó hồi nãy tôi kể cho quý vị nghe đó, tôi nói gì, cái lãnh đạo của cái phong trào đó đó phải đi ra khỏi nước Mỹ, họ được yên các bác hết. nó lúc đó thì buổi sáng đó tôi nhận không biết được bao nhiêu các tòa, nhưng tôi nói tôi làm được cái gì cho quý vị. Thành ra đó cái đó nó làm cho người người quốc gia của chúng ta mất tinh thần cái lúc đó. Đó, thành ra đó cái này đó, nội công ngoại kích, tức là tụi cộng sản đó, nó được giúp đỡ bởi tụi tụi mà cánh tả quê kỳ. Thành ra tụi nó làm vậy đó, thành ra tụi nó vuốt ve chúng ta một bên, nhưng mà tụi nó đâm chúng ta sau lưng đó, mấy nhát mà chúng ta không có để ý. Thành ra bây giờ phải học hôn chút, bảo nó không được, chính trị không được, thì bây giờ nó phải dùng pháp lý đó. Đó thì cái đó là cái gì tôi muốn nói với quý vị. Còn nếu không đó thì chúng ta nó sẽ bị nó dẫn đi, nếu chúng ta để cho nó dẫn thì nó dẫn chúng ta đi vòng 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 mà không bao giờ tới. Dùng cái gì, dùng dân quyền. Tôi nói thật với quý vị, tôi cũng nếu bây giờ tôi vẫn giúp đỡ cho những cái hồ sơ dân quyền, nhưng mà tôi không để trọng tâm tôi vô trong đó để mà nghĩ rằng khi tôi giúp được dân quyền tôi thay đổi cục diện ở Việt Nam. Thành ra đó là cái gì, tôi xin tóm tắt lại, có người quốc gia có cố gắng dùng bạo lực, dùng chính trị, nhưng mà nó không có kết quả, thì bây giờ chúng ta phải đổi cái chiến thuật, dùng pháp lý, dùng cái giải pháp công pháp quốc tế. Cái nợ của tụi nó đã ký với mình, tụi nó nói rằng á, nếu mà có cái chuyện vi phạm cái hiệp định này chúng tôi sẽ họp hội nghị lại để giải quyết giùm cho quý vị. Mà tại sao bây giờ chúng ta không không dùng cái đó? Có nhiều người nó khó quá khó, nhưng mà chúng ta phải đòi, tại vì cái đó là cái quyền lợi của chúng ta. Có ai bao giờ giải quyết vấn đề cho chúng ta mà không có cái sự đòi hỏi của chúng ta? Không, không có ai trả tiền cho quý vị. Nếu quý vị không đi đòi chứ quý vị ngồi đó nó đem lại cái này, nó thật với quý vị, lên lý thuyết thì đáng lý phải xảy ra, không cần đòi nó cũng phải đem lại nữa chứ. Nhưng mà trong cái sự thật, trong cuộc sống thường nhật chúng ta, cái chuyện đó nó không bao giờ xảy ra, phải đi đòi, phải mướn được sự đòi thì mới được. Họ là gì chúng ta muốn làm, và tôi xin dừng ở đây. Dạ, Mời anh mấy Đạo chị Nguyệt không giơ tay trước, mời chị Nguyệt trước rồi đến anh Đạo. Dạ, chị Nguyệt ơi. Ok, tôi xin đọc một cái lời bình luận rất là hay. Thờ ơ với Việt Nam Cộng Hòa là thờ ơ với nước Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa là tự do. Nước Mỹ cứ thờ ơ thì càng ngày sẽ mất tự do và biến thành cộng sản mãi mãi. Hãy cùng nhau thức tỉnh. Xin cảm ơn bạn đã có lời bình luận rất là hay. Không biết diễn giả có muốn ai ai có muốn tiếp lời bạn này không? Chào mừng em Đạo. Em Đạo ơi, mở micro lên em Đạo ơi. Cái sự thức tỉnh của tôi về cái chuyện mà nhân quyền, sau đó tôi sẽ nói về cái câu bình luận vừa rồi của người bạn. Thì có một lần đó, quý vị nhớ trước đây đó, thì lúc mà cha Lý mà về quê đó, mấy ông cha mà về quê để an trí ở trong cái nhà dưỡng lão đó, thì có một cái anh tùy viên chính trị của tòa đại sứ Mỹ, nó đi từ Hà Nội vô, nó mướn một cái chiếc xe minivan, mà cái anh này trong cái hình chụp đó thì cái tướng ảnh có chừng 2 thước á,
tức là phải là khoảng 7 feet, khoảng gần 2 thước, một cái con người khổng lồ đi tới thăm ông cha Lý hay ông cha gì ở Quế đó. 8 thằng công an, 10 thằng công an, mười mấy thằng công an không biết được, nó đập cái anh này mềm xác. Nó súng nhau, nó khiêng, nó liện ảnh trở lên cái xe. Rồi ảnh làm gì? Ảnh thân tàn ma dại, ảnh bò trở về cái nhiệm sở của ảnh. Bao giờ người Mỹ có nói cái gì không? Tôi chờ hoài không thấy Mỹ nói gì hết. Trời đất ơi, công dân Mỹ mà còn đánh bầm mình như vậy thì thôi, chúng ta đi đòi nhân quyền có ích gì không? Thì đó là những cái gì mà tôi thức tỉnh. Thành ra tôi đã đi qua con đường đó và tôi thấy rằng chúng ta nếu mà đi con đường nó không có được thì chúng ta đừng có đập đầu vô tường mãi, mà hãy tìm một con đường khác. Và đó là phải có một cái giải pháp cụ thể. Điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, khi mà cái chuyện tranh luận giữa ông Trump, ông Biden, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa vân 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 vân, tôi luôn luôn nói với những người bạn Mỹ, ê, chú mày nghĩ sao về chuyện này? Mấy người bạn Mỹ, ô, Biden bố lắm, Trump là tên khùng, tên này nọ đủ thứ chuyện hết. Khi mà ông Trump thắng cử thì họ yên. Khi mà ông Trump thất cử rồi thì ông Biden lên mà cái gì cũng lên hết thì họ cũng im luôn. Bây giờ thì họ, khi mà tôi nói chuyện với họ thì họ hỏi đâu mày nói cho tao nghe coi. Tại sao mày hồi đó giờ chống Biden mà mày ủng hộ Trump? Nói tao dễ lắm. Tao đã từng xuống tàu trốn chạy cộng sản, thành ra tao biết chính xác là cộng sản nó sẽ làm cái gì để nó biến một đất nước thành một đất nước cộng sản. Nào là đánh tư sản mại bản, nào là khiến cho mọi người dân phải phục tùng, thì nó sẽ bắt mày phải lệ thuộc. Mà nước Mỹ này lệ thuộc là cho mày càng nhiều tiền xã hội càng tốt, nhưng mà tiền đó đâu mà có, nó in đại. Rồi nó cho mày 30 xu thì là đồ ăn nó đã lên một đồng, thì rốt cuộc mày có được đồng nào? Thì tôi nói chuyện với những người Mỹ đại khái những cái câu chuyện như vậy, nói về nó phá hoại nền kinh tế bằng cách cho bankruptcy. Tôi nói những chuyện này chuyện kia, rốt cuộc người Mỹ nói sao? Nói tao không biết mấy cái chuyện này, bởi vì mày nói ở nước cộng sản mày qua mày nói vậy, nhưng mà tao không tin là sẽ xảy ra. Y chang như cái hồi Bắc Kỳ năm tư vô Việt Nam mà nói có chặt đầu có này vân vân đó, thì họ đâu có tin. Người miền Nam như tôi đâu có tin. Rồi mau mau tới 75 mấy người Bắc di cư năm tư mau mau bỏ chạy hết. Thì tôi nói, trời ơi, nó cũng là người mà, thế nào mình sống được cái cộng sản mà. Vài ba năm chịu không nổi thì bỏ chạy. Thì lúc đó mình mới hiểu rằng cái người nào mà chưa từng trực tiếp kinh nghiệm thì mình rất khó thuyết phục họ để mà họ tin vào những cái kinh nghiệm của mình. Mỗi con người phải trả giá. Và bây giờ nước Mỹ này, nếu mà như anh bạn nói thì tôi thấy nó là anh bạn nói đúng đó. Nhưng mà người Mỹ phải chịu trả giá vì cái sự mà thứ nhất là mình không biết dùng cái chữ gì khác hơn, không phải là mình chê họ, nhưng mà tôi không biết dùng chữ gì khác hơn là cái sự ngây thơ của họ. Mà đó họ ngây thơ là tại vì thật sự họ chưa trải qua cộng sản, mà đây là cộng sản một cách nó biết cách nó hóa trang để mà làm thành global, lo cho mọi người trên thế giới, cộng đồng, một gia đình, rồi open society. Nhớ nha các bạn trẻ mà biết tiếng Anh đó, nhớ nha cái chữ open society nha, tìm hiểu đi open society là cái gì, ai đề ra cái chủ thuyết đó. Tôi chỉ cho các bạn một cái hint thôi, là George Soros, tức là cái người mà chủ trương open society. Tự đi kiếm đi, bạn Phương Khương đi kiếm đi, có khi nào có rảnh rỗi trình bày với chúng tôi cái open society là cái giống gì, globalist là cái gì, và tại sao mà tôi lại nói rằng mấy cái này mình thấy cộng sản nó làm rồi, mình giờ mà mình biết rồi, nó chỉ hóa trang cho đẹp đẽ thêm thôi chứ không gì khác. Thì xin hết ở chỗ này, không biết có trả lời cái câu mention hồi nãy không, nếu có thiếu cái gì Quy nói thêm cho nó sáng rõ và nó sắc bén hơn. Cảm ơn Đạo, cảm ơn tất cả các quý vị diễn giả và những cái bình luận rất là hay. Tôi có một số bình luận tôi đọc cho quý vị nghe rất là nhanh thôi. Đó là người Việt có tổ chức biểu tình ở DC vào cái thời điểm mà chính quyền Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt Cộng, biểu tình không ngủ luôn, tức là biểu tình rất là nhiều không ngủ luôn, nhưng mà không có kết quả. Thì đó là một cái rất là đáng buồn. Ngày hôm nay cái việc tập trung biểu tình thì gặp sự khó khăn bởi vì sự khóa ngoại của tụi cộng sản nằm dùng cái xáo trộn trong cộng đồng hải ngoại. Đó là những cái bình luận của chị Thúy Phạm. Chị này chắc không lạ với anh Đạo ha. Là phụ trợ của anh Đạo thôi quý vị. Rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia đặt câu hỏi. Còn một cái điểm nữa tôi muốn đề cập, đó là vì sao tôi đặt ra một cái câu hỏi mà để cho các vị diễn giả diễn giải để cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở hải ngoại ở Hoa Kỳ, cái việc mà chúng ta nắm bắt cái cơ hội hoặc là đối phó với cái thách thức á, nó rất là quan trọng, nó dẫn tới cái kết quả nó kéo dài. Năm 95 á, trước khi bình thường hóa quan hệ với tụi Việt Cộng á, thì chính quyền Clinton và Quốc hội lưỡng viện của Mỹ họ công khai cái chuyện đó, họ không có giấu, nhưng mà tất cả những cái biện pháp chống lại điều đó của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng. Quý vị thấy, nếu mà nói một cách sòng phẳng là chúng ta đã thất bại trên mặt trận ngoại giao, mặt trận chính trị, mặt trận truyền thông. Cái mặt trận cuối cùng mà chúng ta có thể làm đó là kéo nhau biểu tình, tại vì người dân chúng ta có quyền biểu tình, thì không phải là dân Mỹ đâu, dân Việt Nam cũng có quyền biểu tình, tại vì Việt Cộng nó chiếm đất nước thôi. Chứ hồi thời Việt Nam Cộng Hòa các anh chị nhớ là chúng ta biểu tình hàng rầm á, còn khi mà Việt Cộng xuất hiện thì người dân không có quyền gì cả, kể cả quyền biểu tình, thì dân Mỹ cũng có quyền biểu tình. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta không biểu tình đủ đông và không biểu tình đủ mạnh, và biểu tình không có đúng lúc cũng
kệ già không đúng chỗ, nó còn không đúng lúc thì không đúng chỗ nữa. Chúng ta sẽ hoàn toàn ngăn được cái việc tụi nó bình thường quá quan hệ với Việt Cộng nếu như chúng ta vây kín quốc hội của tụi nó, à, không quốc hội của các anh chị, trong phải của tụi nó. Tại lúc đó các anh chị là người Mỹ mà, các anh chị hoàn toàn có thể chặn quốc hội thông ra cái luật bình thường quá quan hệ. Tại vì với cái tư cách là người Mỹ, các anh chị không thích nước Mỹ bình thường quá quan hệ với nước đó. Mà các anh chị kéo đủ 1 triệu người, người Việt chúng ta mà kéo đủ 1 triệu người ở chỗ quốc hội Mỹ, tôi tin rằng không có một cái luật bình thường quá quan hệ nào được thông qua. Thì Clinton có trình 1000 lần nó cũng bị bác bỏ ở quốc hội, tại vì quốc hội tại vì chúng ta nói người Mỹ biểu tình, người Mỹ đang biểu tình, người ta không có care là cái Mỹ này là gốc gì đó. Gốc gì người mình cái quốc hội Mỹ nó cũng không có care, mà đó là cái citizen của Mỹ, mà cái citizen tức là thằng voter, thằng người đi bầu đó, nó cầm lá phiếu đó, nó biểu tình, nó vây kín quốc hội, nó không thông qua luật này thì không thông qua luật này. Đó là cái điểm mà chúng ta có thể làm. Còn xa hơn nữa là các bạn là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, là người Mỹ, các bạn phải nên nhớ nè, hồi nãy anh Đạo với các vị có nói về chuyện nhân quyền đó, thì sẵn thì chuyện này tôi nói luôn, là cái đảng và đảng Dân Chủ là nó đã biến hóa thành đảng xã hội chủ nghĩa. Nếu chúng ta nói nó thành đảng cộng sản thì cũng đúng, biến hóa thành đảng xã hội chủ nghĩa. Thì cái đảng đó luôn luôn có những chính sách mà họ gọi là đâm sau lưng Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, là cái từ dùng hoàn toàn chính xác. Bề ngoài nó vuốt da, nó cho welfare, nó cho tiền xã hội như Đạo nói đó, nhưng mà bên trong nó bắt tay với Việt Cộng. Tại sao chính quyền Clinton bình thường quá quan hệ với Việt Cộng mà không phải là Ronald Reagan? Tại sao không phải là chính quyền của Đảng Cộng Hòa mà lại là chính quyền Dân Chủ? Các anh chị thấy không? Tại sao nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta lại bị sụp đổ bởi quốc hội lưỡng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, nó phủ quyết tất cả những viện trợ, khiến cho Việt Nam Cộng Hòa chúng ta một mình mà đối với Xô Cộng, Tàu Cộng, rồi thì Bắc Cộng, Nam Cộng, rồi Lào Cộng, Miên Cộng, quý vị nghĩ thì chúng ta tức đâu mà đánh với bao nhiêu thằng cộng đó, trong khi thằng Mỹ nó phủ quyết có viện trợ rồi, chúng ta không có viện trợ vũ khí nữa, không có võ khí đánh bằng cái gì. Thì tất cả lúc nào mà nước Mỹ rơi vào tay tụi Dân Chủ kiểm soát á, thì lúc đó Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bị bất tử. Quý vị nên nhớ nha, thành ra cái sự yếu đi của Việt Nam Cộng Hòa ở tại nước Mỹ là bởi Đảng Dân Chủ, luôn luôn là như vậy. Thì nếu quý vị muốn đấu tranh bằng nhân quyền cũng ok thôi, quý vị phải bầu cho Đảng Cộng Hòa. Khi Đảng Cộng Hòa lên, quý vị tranh thủ quốc hội của Đảng Cộng Hòa, quý vị điều trần về nhân quyền, thì Đảng Cộng Hòa họ có những biện pháp tốt để giúp cho nhân quyền được cải thiện. Mặc dù nó cái chuyện đó giống như quý vị diễn giả đã trình bày rồi, nó không phải là cái gốc vấn đề, nhưng nếu quý vị không thích cái gốc, quý vị đi tỉa cành tỉa lá, thì tôi cũng chỉ cho quý vị một cách để tỉa cành tỉa lá. Hãy bầu cho Đảng Cộng Hòa, quý vị sẽ tỉa được cành lá, tức là nhân quyền sẽ được cải thiện nếu như Đảng Cộng Hòa kiểm soát quốc hội lưỡng viện. Còn nếu mà không thì quý vị không thể nào có nhân quyền. Anh Đạo anh kể rồi đó, câu chuyện một thằng Mỹ, một thằng tùy viên đại sứ quán Mỹ bị đánh bầm dập dưới thời của chính quyền Obama, không có làm gì hết. Thưa quý vị, đại sứ của Mỹ bị giết ở tại Trung Đông mà còn không làm gì được kìa, chứ đừng nói tùy viên bị đánh. Anh Đạo còn nhớ không, chị Nguyệt còn nhớ không, anh Thọ còn nhớ không, anh Slip còn nhớ không, còn nhớ cái vụ đại sứ Mỹ bị giết không? Vụ Benghazi, Clinton làm ngoại trưởng ở Benghazi, quyền Benghazi, đúng rồi, là nó giết ông đại sứ luôn mà còn chẳng làm được gì. Tức là với thời Dân Chủ, cái mạng người dân Mỹ nó cao hơn mạng người dân ở thời Việt Cộng chút thôi, chứ nó không cao lắm đâu thưa quý vị. Thành ra quý vị muốn nhân quyền, quý vị phải bầu cho Cộng Hòa, bầu cho những người bảo thủ, họ hiểu về tự do thì mới hiểu về nhân quyền, không hiểu về tự do không hiểu gì về nhân quyền cả. Đó là cái điều mấu chốt. Và cái mà tôi có hỏi một câu nữa, quý vị cũng đã có trình bày, tôi muốn nhấn mạnh để các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở hải ngoại hiểu điều này, đó là khi mà chúng ta đã nhìn thấy tất cả các giải pháp chúng ta làm rồi mà không có hiệu quả, như điều trần cũng không có hiệu quả, biểu tình cũng không hiệu quả, thì chúng ta phải nghĩ tới một giải pháp khác. Các diễn giả đã nói là một giải pháp khác mà nó có hiệu quả, mà nó đúng gốc vấn đề, đó là giải pháp quốc tế, giải pháp pháp lý quốc tế, công pháp quốc tế. Tại vì cái công pháp quốc tế thì nó không có khe là Cộng Hòa hay Dân Chủ bắt buộc cái quốc gia anh đã thọt cái giấy anh ký vô đành phải thực thi, và luật mà đã ban hành mà có hiệu lực, không có hết hiệu lực, vẫn còn hiệu lực á, thì cái luật đó phải được thực thi. Thì chúng ta căn cứ vào hai điểm đó thì các anh chị sẽ thấy nè, nước Mỹ nợ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta rất là nhiều. Nó không chỉ nợ hiệp định Paris 1973, hiệp định Berlin 1973, nó không phải nợ cái đó không đâu, nó còn nợ một cái định ước quốc tế sau cái hiệp định đó. Nó và 11 nước và các định chế khác ký một cái định ước, một cái kết ước để bảo vệ một cuộc tổng tuyển cử tự do cho miền Nam Việt Nam. Quý vị nhớ cái chỗ đó. Chúng ta đòi nhân quyền, không có nhân quyền nếu không có tổng tuyển cử tự do. Đó là công thức. Chúng ta đòi tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do ngôn luận vân vân. Không có tổng tuyển cử tự do, không có tất cả các quyền tự do khác. Quý vị nên nhớ điều đó. Cái đó là công thức rồi. Không thể nào có cái chuyện ngược lại. Không thể có tự do tôn giáo trước mới có tự do bầu cử. Không có chuyện đó. Không thể có chuyện đó thưa quý vị. Thành ra là đã có một thằng Mỹ và cả chục nước khác nó ký vào một cái kết ước quốc tế bảo vệ cho cuộc tổng tuyển cử tự do ở miền Nam Việt Nam. Tại sao chúng ta không đòi nó thực thi cái kết ước đó? Cái đó nó vẫn còn hiệu lực, chúng ta phải đòi nó chứ. Tức là không kể nó là Dân Chủ hay Cộng Hòa nhé, chúng ta đặt lên bàn bắt buộc nó phải thực thi. Chẳng qua là chúng ta không đặt lên bàn thì nó mới không thực thi. Rồi còn một điểm nữa, nước Mỹ còn nợ chúng ta một điều mà nếu là người dân Mỹ, thì cái câu chuyện của anh Đạo là các anh chị người dân Mỹ, đặc biệt là các bạn trẻ, các anh chị phải nên nhớ điều này. Mỹ trước khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ thì ở trong nội các và ở trong quốc hội của Mỹ họ vẫn có những cái nghị sĩ họ rất là tốt chứ không phải là mà xấu. Thì ngay trong đảng Dân Chủ Mỹ thời điểm năm 1975, sau khi lật vào 1974, tháng 12 năm 74, thì một ông đại biểu quốc hội đó của Mỹ, đảng Dân Chủ, và một ông của đảng Cộng Hòa, hai ông nó ngồi lại soạn một cái luật. Cái luật đó mang tên là Công luật 93/59, Public Law 93/59, quý vị người Mỹ quý vị chưa tra nó vẫn còn. Thì cái người mà khởi xướng luật đó là một ông Dân Chủ được ký kèm mà bảo trợ bên một ông Cộng Hòa, hai ông ở trong quốc hội Mỹ. Cái luật đó nó nói rằng tổng thống Mỹ phải thực thi những biện pháp để giữ gìn cái cam kết của nước Mỹ trong hiệp định Paris năm 73 và các kết ước đã ký nhằm bảo vệ cho hòa bình ở miền Nam Việt Nam và quyền tự quyết trong một cuộc tổng tuyển cử tự do cho người dân miền Nam Việt Nam. Cái luật của nước Mỹ nó nói như vậy đó, nó còn kèm theo rất là nhiều điều khoản, nhưng mà nó gọn lại là một cái điểm là bảo vệ một cuộc tổng tuyển cử cho miền Nam Việt Nam, tổng thống Mỹ phải làm điều đó.
Nhưng mà quý vị thấy tháng 12 năm 74 luật đó được ban hành. À, thì tháng 4 năm 75 chúng ta bị xâm lược. Suốt 4 tháng thằng Tổng thống Mỹ không làm gì được hết. Và từ đó tới bây giờ là 46 gần 47 năm không có một thằng Tổng thống Mỹ nào làm điều đó. Mà cái luật nó vẫn còn hiệu lực. Luật nó không bao giờ hết hiệu lực nha thưa quý vị. Vậy thì thay vì chúng ta vô điều trần nhân quyền á, chúng ta nói tôi muốn Việt Nam có dân chủ và nhân quyền, thì thằng Quốc hội Mỹ nó nhân chủ nhân quyền như thế nào, giống như Đạo kể đó, chúng ta làm sao mà biết nhân chủ nhân quyền như thế nào? Thưa quý vị, cho dù anh Đạo đặt câu hỏi là cho dù chúng ta có nắm danh sách những người bị vi phạm nhân quyền đưa ra thì chúng ta cũng không thể nào có nhân quyền cho Việt Nam. Anh Đạo thấy điều đó, quý vị cũng phải thấy điều đó chứ. Tại vì sao? Tại vì quý vị giải quyết được những trường hợp vi phạm nhân quyền này nó sẽ vi phạm những trường hợp khác. Bọn quý vị giải quyết được những trường hợp này cái thằng cộng sản nó sợ quá nó không vi phạm nữa hả? Làm gì có chuyện đó. Nó sẽ vi phạm trường hợp khác. Thì vậy cái quý vị cứ chạy theo trường hợp khác, nó là vi phạm trường hợp khác. Thì chúng ta không thể giải quyết bằng nhân quyền mà chúng ta ngồi ở trong đó chúng ta sẽ nói với nó là tao muốn Việt Nam có tự do dân chủ và nhân quyền, nhưng mà nó bị ràng buộc bởi cái luật 93559 này nè, là do tụi bay soạn nè. Tao muốn là tụi bay phải áp lực tổng thống làm cái chuyện này nè. Thì cái thằng dân biểu thượng nghị sĩ của Mỹ nó cầm cái công luật 93559 lên, bởi cái nghề của nó là chính trị gia mà, nó cầm lên nó thấy à cái luật này có hiệu lực rồi, cái luật này đã thông qua lưỡng viện và được ban hành bởi tổng thống rồi, tức là không thể phủ quyết được nữa, mà nó chưa thực thi thì trách nhiệm của nước Mỹ phải thực thi. Thì không cần biết tổng thống nào, kể cả bảy đằng sau chủ nghĩa bây giờ thì nó đặt lên bàn là không thể lắc đầu được, phải thực thi, chẳng qua là quý vị không đặt lên bàn thôi. Thành ra cái thằng dân biểu thượng nghị sĩ mà quý vị điều trần á, nó sẽ nhìn vào à tao sẽ ghi nhận đây là cái giải pháp để có tổng tuyển cử cho miền Nam Việt Nam, thì chắc chắn nó sẽ có tổng, nó sẽ có tự do dân chủ và nhân quyền. Cái thằng học chẳng lẽ thằng thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Mỹ mà nó không hiểu nguyên tắc đó đâu, nó phải đợi cho hai lúa tôi giải thích không, nó hiểu hơn chúng ta đấy chứ. Nó hiểu phải có tổng tuyển cử trước, tự do về một cử trước nó mới tạo ra các loại tự do khác. Thành ra trở lại vấn đề, chúng ta đấu tranh rất là liên tục nhưng mà chúng ta không có giải pháp một cách hữu hiệu, và chúng ta không có biết cái gọi là cái chiêu thức, gọi là cái mẹo để mà đánh trúng cái tử huyệt của đối phương, đánh trúng tim đen của đối phương. Thằng Mỹ nó bắt buộc phải thực thi bởi đó là luật, thì chúng ta cứ đánh cái đó thì nó phải thực thi thôi. Thì bây giờ chính quyền Biden nó cù cưa thì chúng ta đợi 2 năm sau chính quyền mà Donald Trump trở lại thì ông thực thi chứ gì, mà chẳng qua là chúng ta không đặt lên bàn thì nó không làm. Đó là cái vấn đề. Cái thứ hai là chúng ta lobby chính trị, lobby hành lang, lobby để đưa người A, người B, người C qua. Nãy các vị cũng có nói là nó bắt ông A chúng ta lobby để đưa ông A qua, nó bắt ông B chúng ta lobby đưa ông B qua, nó bắt ông C chúng ta đưa hết ông này ông nọ ông kia qua nước Mỹ. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy không, đưa những ông đó qua nước Mỹ thì 100 ông chỉ có một ông tiếp tục quay lại chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa thôi. Quý vị thấy vấn đề chưa? Tại sao lại như vậy? Thằng Mỹ thì nó nhân đạo thì nó cứu thôi, quý vị lobby thì nó cứu thôi. Nhưng mà nó đâu cần biết người đó là người thế nào. Còn thằng Việt Cộng nó biết cái cách làm của quý vị rồi, gọi một cách dễ hiểu là cách làm của mấy đứa con nít chính trị mà gọi là hỉ mũi chưa sạch, nước cản chưa có sạch á. Thì Việt Cộng nó nhìn thấy là mấy thằng này nó khoái cứu vào Mỹ, là tao thấy gì tao cứ bắt thôi. Mà trước khi bắt vô tao nhắm cái thằng này phải đấu tranh trong khuôn khổ trước, rồi tao cho truyền thông PR nó lên, tao bắt vô tao thỏa thuận với nó, mày qua Mỹ mày sẽ làm cho tao chuyện A chuyện B chuyện C chuyện D nè, mà nói một cách dễ hiểu mày qua mày giặt cho mà chắc đứt cái thằng Cộng Hòa cho tao, mày bầu dân chủ thôi. Đồ nhân lương tâm qua Mỹ còn bầu dân chủ không là vậy đó. Thì cậu nó dạy chứ rồi, nó dạy cao cấp lý luận chính trị chứ, nó mới cho xuất khẩu. Thì các vị thấy không? Nó bầu dân chủ không? Nó chửi ông Trump như là đã, nó chửi giống như thù rồi ông Quốc nội cha. Ông Trump không có ăn hột gạo nữa chứ, mà nó chửi giống như ông Trump ăn hết gạo nhà ông nội nó vậy đó. Là nó có lý do, tại vì nó đã thỏa thuận nó trong nhà tù rồi. Thì nó thấy quý vị làm mà nó biết. Phe chống cộng thích nước lắm, nước thì tao đưa cho nước. Nó cứ đưa qua thôi. Xuất khẩu tù nhân lương tâm là như vậy đó. Thành ra nói một cách dễ hiểu là thay vì chúng ta cứu những người bị Việt Cộng bắt bớ đàn áp, chúng ta đi đòi lại quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Đòi là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì không có ai bị bắt bớ đàn áp một cách vô cớ nữa, bởi vì lúc đó sẽ có luật pháp, anh họ là luật sư là tôi không dám nói điều qua mắt thợ, luật pháp Việt Nam Cộng Hòa không cho phép ai bắt bớ tùy tiện, không có ai bị bắt bớ hết. Rồi lúc đó chúng ta sẽ có tự do, tất cả các loại tự do, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế tự do. Rồi lúc đó chúng ta sẽ có bình đẳng, sẽ có công lý, bởi vì Việt Nam Cộng Hòa là một nền Cộng Hòa, chỉ có nền Cộng Hòa nó mới tạo ra bình đẳng và công lý, không có nền Cộng Hòa là không có bình đẳng và công lý. Thì đó, tất cả những điều đó là tôi muốn thông qua tất cả những trình bày của diễn giả tôi đúc kết lại để cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ hải ngoại hiểu cái công việc đấu tranh của chúng ta nó là một sứ mệnh chứ không phải đơn giản là một cái cuộc dạo chơi. Thì người dân trong nước còn đau khổ, còn rên xiết thì chúng ta còn tiếp nhận cái sứ mệnh này, cho đến khi nào thành công thì thôi, thì chúng ta sẽ vui hưởng cái cuộc sống riêng tư của chúng ta. Thì đó là cái sứ mệnh khi sinh ra chúng ta đã mang dòng máu Việt trong người. Không biết các vị diễn giả còn câu hỏi nào hay là vấn đề gì trao đổi trước khi chúng ta kết thúc không ạ? Cho chị có vài lời với bạn trẻ ở trên diễn đàn nha. Dạ, mời chị. Ok. Rất là coi như là bao nhiêu công khó nhọc, không có phải là một cái việc làm vô ý nghĩa, tại vì có mặt em Joseph Phương tối nay. Em là một người sinh ra rất là muộn, mới có 21 tuổi mà nhận thức được như vậy, thì đó là công việc chúng ta cũng sắp sửa thành công, nghĩa là cái đó là bước đầu, là mình đã giống như là mình đã truyền đạt lại những cái tấm lòng yêu quê hương đất mẹ đến với cái giới trẻ. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, cô muốn nói với Khương á, rằng là cái hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đó, nếu mà mình phục hoạt lại được Việt Nam Cộng Hòa, là cái hiến pháp mình vẫn dùng cái hiến pháp của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Mình có rồi, sau đó khi sau khi bầu cử á, thì tổng thống mới, tân tổng thống á, thì người tổng thống mới sẽ giống như chỉnh đốn lại một chút nhút chút đỉnh cho nó hợp cái thời điểm này, tại vì cái này cũng là 50 năm rồi. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa mà nhờ em hãy truyền đạt lại cho những giới trẻ, giúp những người nào lớn tuổi hay những người nào mà em thấy có cái tấm lòng với quê hương á,
tạo một cái Gmail, cái email để làm chi? Để chúng ta có thể ghi danh vô cái tuyên ngôn hòa bình. Ok, cái tuyên ngôn hòa bình không có dấu at Gmail thì cô đã ghi ở trên cái trong cái phần bình luận. Ok, đó là cái phần mình giúp cho thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đem cái tuyên ngôn hòa bình này đối với cái lưỡng viện. Ok, còn cái thứ ba nữa là trong khi mình chờ đợi á, ok, trong khi mình chờ đợi á thì mình có thể là mình tạo cái lên một cái account Twitter để mình liên lạc với quốc tế, để mình gửi đi những cái lời nhắn ngắn gọn tới quốc tế là G7 hoặc G20, tại vì họ đã có sẵn ở trên đó rồi, trên Twitter mình chỉ cần đi G7 hoặc G20 là mình có thể thuyết thẳng cho đến đối với những người nguyên thủ quốc gia đó. Đó là cái phần mà cuối cùng là mình xin nhắn lại với tất cả các anh chị em, nếu mà đã có rồi thì xin hãy giúp 5 người, 10 người hoặc là những người nào mà có biết muốn phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa để cho mình cứu dân ra khỏi cái sự đói khổ như bây giờ. Xin cảm ơn Khương, xin cảm ơn Quý, cảm ơn luật sư Thọ, cảm ơn Đạo đã